Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Xế Cương, mình là Quỳnh Như đây. Ngày hôm nay mình vẫn mặc quần áo trong gió mùa hè thôi, nhưng mà chỉ mấy ngày nữa thôi thì miền Bắc và miền Trung trời sẽ đổ lạnh. Mùa lạnh thì chúng ta cũng phải mặc quần áo khác với cả mùa hè, thế nên là xe chúng ta cũng cần phải thay đổi cách sử dụng cũng như là cách lái. Ngày trước hồi mới lái mình không biết và đã phạm phải rất là nhiều sai lầm, khiến cho xe cũng bị giảm tuổi thọ này, có một vài chi tiết phải đi sửa và sức khỏe của mình cũng không được tốt nữa. Vậy nên ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp lại thành một video nhờ những cái kinh nghiệm mình học hỏi được và đúc rút từ những sai lầm của bản thân để giúp cho mọi người, ngay cả những người lái mới, chị em phụ nữ đều có thể hiểu và áp dụng một cách đơn giản nhất để bảo vệ sức khỏe cũng như là xe của chúng ta. Bước 1, đến gara và kiểm tra 3 bộ phận sau đây. Em chào anh ạ, mình nghĩ là uy tín nhất thì phải đi hỏi chuyên gia. Chào Như, chào tất cả các bạn. Tôi là Hoàng, chuyên gia tư vấn về kỹ thuật ô tô của gara E-Tech. Và ngày hôm nay thì anh Hoàng sẽ tư vấn cho Quỳnh Như và các bạn là chúng ta nên bảo dưỡng những cái hạng mục nào một cách cơ bản nhất khi mà thời tiết bắt đầu đổ lạnh và bắt đầu vào mùa đông nha mọi người. Về mùa đông thì Acquy là một cái bộ phận rất là quan trọng để cho duy trì cái hoạt động đề nổ và hoạt động của xe, hoặc là phục vụ cho các thiết bị điện thân xe. Khi mà Acquy yếu thì đề rất là khó nổ hoặc là có thể không đề được, và một số thiết bị trên điện ở trên xe sẽ bị ảnh hưởng. Để kiểm tra về phần Acquy thì chúng ta hiện nay trên thị trường có hai loại Acquy: Acquy khô và Acquy nước. Đối với Acquy khô thì chúng ta kiểm tra Acquy qua cái mắt thăm Acquy. Ở đây thì kiểm tra nhìn cái dung dịch, nếu nhìn thấy dung dịch qua mắt Acquy mà còn màu xanh thì Acquy đang còn rất là tốt. Còn mà dung dịch có màu đen thì chúng ta cần phải nạp lại Acquy. Còn mà dung dịch màu trắng thì chúng ta cần phải thay thế ắc quy. Và mình thấy là những cái chỉ dẫn này thì được in trực tiếp ở trên cái phần ắc quy, mọi người mở capo lên là thấy, chứ không cần phải ghi nhớ đâu, bởi vì mọi thứ đã được viết ở trên này rồi. Thì đấy là ắc quy khô, còn đối với ắc quy nước thì có mấy cái núm vặn này, qua đấy chúng ta có thể mở núm vặn ra kiểm tra cái mực nước. Nếu mực nước nằm trong cái giới hạn min và max thì nó sẽ còn được tốt, mà không, nếu mà ở dưới mức thì chúng ta phải bổ sung thêm nước cất vào hoặc là dung dịch axit vào, thì cái đấy thì sẽ cần phải có chuyên gia hoặc kỹ thuật viên để người ta xử lý. Còn ngoài ra thì cách kiểm tra đơn thuần đấy khách hàng nào cũng thể làm được, thì còn một cách kiểm tra nó tốt hơn, đó là dùng máy test. Nếu mà không phải là mình kiểm tra cái tình trạng thực tế của ắc quy thì có một cái công thức nào theo kiểu sau bao nhiêu tháng thì mình cần đi nạp ắc quy một lần, hay là sau bao nhiêu năm thì mình cần đi thay một cái ắc quy mới không anh? Ắc quy mới đối với những dòng xe theo kinh nghiệm của mình, nếu mà ắc quy từ hãng ra chuẩn, ắc quy nước theo xe từ ban đầu thường thường là 4 năm là nếu mà sử dụng xe rất đều thì nên thay ắc quy. Còn đối với những cái ắc quy mà khô ấy, mà đã thay thế rồi thì từ 2 đến 2 năm rưỡi là chúng ta nên thay ắc quy. Vì lúc đấy là đa số cái xe mà tôi đã gặp và tôi đã xử lý thì tầm khoảng thời gian đấy thì xe đã ắc quy đã yếu. Thì ngoài ra thì tôi cũng khuyên cho quý khách hàng nên mua một cái bộ câu ắc quy, nhất là đối với những cái khách hàng mà thường hay sử dụng xe đi đường xa hoặc đi vào ban đêm ban tối. Cái bộ kết ắc quy này thì mọi người có thể mua online, mình có tham khảo ở trên Shopee hay là Lazada thì mình thấy bán tầm 100 mấy hay là 200 mấy thôi, nghĩa là nó không hề đắt, cái kích thước của nó cũng rất là nhỏ và thao tác sử dụng cũng đơn giản. Như anh tư vấn thì cả con gái cũng có thể dùng được, nên là để yên tâm thì mọi người cứ mua một bộ để trong xe nhé. Tiếp theo thì chúng ta cần lưu ý thêm một vấn đề nữa là về phần dầu máy. Tại vì dầu nó cũng là cái dạng lỏng ấy, nên nó sẽ bị đặc hơn so với cái lúc mà mùa hè hay là lúc nhiệt độ cao. Và khi mà đặc hơn thì cái thời gian mà cái dầu có thể len lỏi vào các chi tiết máy nó cũng mất thời gian hơn. Nên là chúng ta cũng cần phải kiểm tra chất lượng dầu cũng như là độ lỏng hay là độ đặc của dầu vào mùa đông, đúng không ạ? Tránh tình trạng như vậy thì quý khách hàng có thể là kiểm tra và thay dầu sớm hơn định kỳ. Ví dụ về thời gian thì chúng ta có thể thay sớm hơn cái mốc 3 hoặc 6 tháng. Còn đối với km thì ta có thay sớm hơn cái mốc là 4.000 cây hoặc 5.000 cây để cho máy hoạt động tốt hơn, và khi sử dụng vào mùa đông thì đề nổ sẽ tốt hơn. Thế nếu mà mùa đông nó sẽ bị đặc hơn so với mùa hè thì liệu rằng mùa đông mình có nên chuyển sang dùng một cái loại dầu loãng hơn để đến lúc mà nó đặc lại thì nó lại thành bình thường không ạ? Vào mùa đông nếu mà chúng ta thay cái dầu mà có phẩm cấp tốt hơn, chỉ số nhớt sẽ loãng hơn thì chúng ta sẽ đề nổ rất là dễ và động cơ sẽ được hoạt động tốt hơn. Có một ý nữa mà em muốn anh tư vấn giúp em, đấy là em thấy mọi người thường hay truyền tay nhau là theo nguyên lý là nóng thì nở ra, lạnh thì co vào. Nên là một vài tài xế mà đi xe lâu năm rồi thì có khuyên là mùa hè nên bơm lốp nó thiếu so với thông số quy định một chút, và mùa đông thì bơm thừa một chút để lúc mà nó co ra hay là nó nở ra, nó co vào thì nó là vừa. Thì anh thấy là cái đấy có đúng không, và mình nên bơm lốp như thế nào để di chuyển vào mùa đông một cách an toàn? Về cái thông số lốp thì các chuyên gia, các nhà sản xuất người ta cũng đã có quy định rõ ràng và có thể đóng
trên thân xe các thông số về cái áp suất lốp theo tiêu chuẩn. Cái quan niệm mà của các tài xế lâu năm người ta nói thì cũng chỉ một phần là có một phần là đúng. Mùa đông thì nếu mà mình bơm căng hơn một chút chẳng hạn thì lốp nó đi có thể bám đường hơn, nhưng mình không được bơm căng quá và quá cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra thì nó khiến sẽ làm cho lốp đi di chuyển xe thì nó sẽ rất là cứng và lốp nó mòn ở phần sống lưng, nó sẽ bị mòn nhanh hơn. Mà còn ví dụ như mình bơm quá non thì hai bên lốp nó mòn sẽ hai bên lốp nhiều hơn và đi xe nó sẽ bị ì, nó sẽ tiêu hao nhiên liệu. Đấy, nên là chúng ta cứ bơm theo đúng cái tiêu chuẩn nhà sản xuất đề ra thì là tốt nhất. Thế ví dụ là một cái lốp là tiêu chuẩn là 2,3 cân thì mùa hè mình nên bơm bao nhiêu cân ạ? Mùa hè thì mình có thể bơm 2,2 cân chẳng hạn, thấp hơn một chút thôi. Bởi vì nó có khoảng cách khoảng tiêu chuẩn là từ 2,1 cân đến 2,3 cân đối với dòng xe đan. Còn đối với những dòng xe SUV hoặc xe 7 chỗ thì chở nặng tải trọng hơn thì có thể lên đến 2,5 cân, hoặc là còn nhiều xe mà người ta có thể bơm đến 3 cân, tùy theo cái thông số và kích thước lốp hoặc là tiêu chuẩn của mỗi loại lốp có khác nhau. Và đó là những chi tiết mà mọi người nên kiểm tra trước khi mà chúng ta bước vào mùa đông hoặc là khi mà trời sắp bắt đầu trở lạnh. Em thấy là những cái bước kiểm tra như thế này nó không hề tốn kém, nó không hề đắt luôn ý, thậm chí là nhiều gara người ta còn làm free cho mọi người luôn. Nên mọi người nên là đi làm những cái bước này trước khi mà trời trở lạnh hơn để có thể đảm bảo an toàn cũng như là giữ được cái độ bền cho xe nha mọi người. Em cảm ơn anh. Ta cũng cố gắng là ít nhiều mỗi ngày chúng ta đi khoảng tầm 10 đến 15 phút thì sẽ hạn chế được tối đa cái việc mà ắc quy của chúng ta bị chết, bị yếu hay là gặp vấn đề vào mùa đông. Thì đấy là cái bí quyết duy nhất. Vậy thì bước đầu tiên khi mà chúng ta sử dụng xe hàng ngày thì chúng mình nên làm gì? Vào mùa hè thì cũng nên là kiểm tra xung quanh, nhưng mà mùa đông thì mọi người lại càng nên kiểm tra xung quanh. Đặc biệt là nếu mọi người đỗ xe ở những cái bãi đỗ xe ở ngoài trời thì mùa đông xe của mình sau khi đỗ xong á, nó sẽ có hơi ấm và những cái con vật giống như là con mèo hay là con chó nó hay đi chơi ngoài đường ấy thì nó có thể là nó rúc vào trong gầm xe của mọi người, nó nằm nó chơi trong đấy. Thì tốt nhất là mỗi ngày trước khi mà di chuyển, chúng ta cứ đi một vòng quanh xe xem là có cái dị vật gì hay là có một cái con vật nào đấy nó đang ở một cái góc nào đấy trong xe của chúng ta không, rồi hãy di chuyển. Chứ nếu mà đi ra xe xong rồi lên đi luôn, nhiều khi nó vướng phải cái gì thì nó rất là... Tiếp theo khi mà chúng ta vào xe thì nếu mà không cần thiết, đặc biệt là lưu ý với cả những cái mẫu xe cũ, bởi vì xe mới thì thường ắc quy nó rất là khỏe, nhưng nếu mọi người đi một cái mẫu xe mà nó đã có tuổi đời tầm 3 năm trở lên thì tốt nhất để bảo vệ ắc quy, chúng ta ngồi vào xe chúng ta cứ tắt hết những cái thiết bị mà không cần thiết, nên tắt trước khi mà chúng ta xuống xe luôn, chứ không phải là ngồi vào xe mới tắt. Ví dụ như là điều hòa này, hay là radio, hay là đèn xe, tắt hết mọi thứ để cho ắc quy của chúng ta có thể tập trung vào việc là khởi động động cơ thôi, chứ không cần phải tốn nhiên liệu vào những cái việc mà không cần thiết trong lúc mà máy khởi động. Thì bước đầu tiên nhé, mọi người nên bật điện lên trước. Khi chúng ta bật điện lên, chúng ta có thể quan sát những cái đèn báo ở đằng sau vô lăng xem là có cái đèn nào nó gặp vấn đề hay có bộ phận nào gặp vấn đề ở trong khoang máy không. Khoảng tầm 10 đến 15 giây, sau đấy thì chúng ta mới để nổ máy. Và ngay khi mà để nổ máy thôi thì thường là cái vòng tua của mình nó sẽ cao hơn, nó sẽ trên 1000. Và như mình nói trong những video hướng dẫn lái xe an toàn trước đấy thì chúng ta nên đợi một chút để cho vòng tua của chúng ta xuống dưới mức số 1, dưới 1000 vòng tua thì chúng ta mới bắt đầu hạ phanh tay và về số để có thể di chuyển. Bởi vì nếu mà mọi người di chuyển trước đấy thì khi mà máy của chúng ta chưa đạt được một cái độ ổn định, rồi nhiên liệu nó chưa bơm đầy đủ vào các chi tiết ở trong khoang máy ấy, thì nó sẽ rất là nhanh bị hư hỏng, bị hư hại. Và mình thì đã bị rồi chứ không phải là không, vì cái thói quen là cứ ngồi vào xe một cái là bật máy là di chuyển luôn. Dùng điều hòa vào mùa hè thì có lẽ là ai cũng biết cách dùng rồi. Thế thì mùa đông khi mà nhiệt độ ở ngoài trời nó lạnh như vậy thì chúng ta sử dụng điều hòa như thế nào cho đúng? Thì cũng như mùa hè thôi mọi người ạ, chúng ta không nên để nhiệt độ ở trong xe nó quá chênh lệch so với nhiệt độ ở ngoài trời. Mình nghĩ là nên lệch khoảng tầm 5 độ C thôi, không nên lệch quá 5 độ C. Cái này là không phải liên quan đến máy móc hay là xe cộ gì cả, nó là liên quan đến sức khỏe của mình thôi. Và để có thể bảo vệ sức khỏe thật là tốt thì mọi người nên ngồi vào xe sau khi xe đã lăn bánh và di chuyển được khoảng tầm 3 phút rồi thì mọi người hãy bật điều hòa để tránh việc là nhiệt độ nó chênh lệch một cách đột ngột, đặc biệt là với mẫu xe nào mà nó làm lạnh sâu và làm lạnh nhanh mà mọi người ngồi vào trong xe mọi người đã chỉnh nhiệt độ luôn như thế thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe của chúng mình. Và mình cũng căn là trước khi mà mình xuống xe khoảng tầm 3 phút mình nên tắt điều hòa để bảo vệ sức khỏe. Và cái lần tiếp theo mình đi á thì điều hòa cũng được tắt sẵn rồi thì cũng bảo vệ cả ắc quy nữa. Và có một bí kíp sinh tồn, nếu mà mọi người ở miền Bắc trời lạnh hoặc là những cái ngày mà trời nồm ẩm ấy cũng bị hiện tượng là
kính bị mờ, rất là khó quan sát ở bên ngoài, rất là nguy hiểm. Và mình có bật cái nút sấy kính thì gần như là nó cũng không có tác dụng gì luôn, thực sự là nó không xi nhê. Và cái bí quyết để mọi người có thể tránh được cái tình trạng đấy là gì? Và cũng quay lại cái vấn đề lúc nãy thôi, là không để nhiệt độ quá chênh lệch so với cả bên ngoài. Bên ngoài trời nó đang lạnh mà bên trong này nó lại ấm thì nó bị lệch quá là nhiều với nhau ấy, và nó sẽ gây ra cái hiện tượng là kính bị mờ và đọng cái hơi nước ở trên kính như thế. Thì mọi người có bật chế độ sấy kính nó cũng không giải quyết được vấn đề gì hết. Tốt nhất là chúng ta cứ bật điều hòa lên và để nó hơi lạnh lạnh, chịu khó một tí thì cái hiện tượng bị mờ kính nó sẽ kết thúc ngay lập tức. Trong mùa đông chúng ta có nên tắt điều hòa hay không, hay là chúng ta vẫn phải bật điều hòa như thông thường? Thì câu trả lời là mọi người không nên tắt điều hòa nha. Bởi vì cái việc mà chúng ta tắt điều hòa như thế sẽ làm cho những cái luồng không khí ở trong xe nó không được lưu thông này, và gió cũng như là cái nước làm mát nó không được đi đều vào trong những cái chi tiết, và giúp cho cái chi tiết ở bên trong xe hay là cái lõi lọc của điều hòa nó được tuần hoàn không khí, mà nó lại bị đọng nước. Vào những ngày trời nồm ẩm thì lại càng dễ gây ra hiện tượng ẩm mốc. Và có rất rất nhiều người phải đi sửa điều hòa là vì cái thói quen tiết kiệm không đáng có này. Và mình chắc chắn là cái tiền sửa điều hòa nó sẽ đắt hơn so với tiền mọi người có thể tiết kiệm được bằng cách là tắt điều hòa nha. Ngoài trời lạnh và nồm ẩm thì mùa đông còn có cả sương mù nữa. Và mình chỉ có một điểm duy nhất phải lưu ý cho mọi người, những người lái mới khi mà lái xe ở trong thời tiết sương mù, đấy là đi chậm và bật đèn chiếu gần. Bởi vì cái màn sương mù nó không khác gì một cái tấm gương phản xạ ánh sáng cả. Và nếu mọi người bật đèn chiếu xa thì cái ánh sáng phản xạ lại nó sẽ giống như hình B như thế này, là phản xạ vào chính mắt của mình luôn. Còn nếu bật đèn chiếu gần lại vừa an toàn cho cái người đi đối diện với mình, và cái ánh sáng phản xạ lại nó sẽ chiếu xuống dưới gầm xe chứ không phải là mắt của chúng ta, thì chúng ta có thể chủ động hơn trong việc quan sát và lái xe một cách an toàn hơn. Bật đèn chiếu xa là cực kỳ nguy hiểm nhé. Và đó là những kinh nghiệm mà chính bản thân mình đã trải nghiệm cũng như là đi tham khảo ở những cái nguồn uy tín như là Gara, như là kỹ sư, để có thể truyền đạt lại cho mọi người một cách dễ hiểu nhất. Hy vọng là mọi người sẽ áp dụng những cái bí kíp này khi lái xe vào mùa đông để có thể bảo vệ cả sức khỏe và cả xe của chúng ta thật là bền nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nhớ like, share và subscribe cho Xế Cưng nha. Bye bye.